Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây sau đây quang cảnh bắt đầu anh đặng trường kiểm tra chúa các bạn nhé. Anh đã bị chích xong này, ổ đi nó dữ lắm các bạn nhé. Đây, chúa đang đứng gần này, em phải đứng xa chứ. Đó, cái nụ chúa kia các bạn nhé, hai nụ chúa đúng không? Ba cái luôn à? Một hai hai cái ba cái rồi em chưa nhìn thấy là hai cái rồi. Em nhìn đây, năm mủ chúa luôn à? Nó dữ quá, nó vừa chích anh phải đốt hương các bạn này. Ống vẫn chưa thuần đâu nhé. Đó, như quý anh chị đã thấy thì em về em đến phát là thấy anh kiểm tra thì cho em chơi luôn nhé. Anh đã cắt một cái nụ một miếng chúa ra rồi phải không? Vất đi à? Cái miếng chúa đấy vất đi à? Em sợ quá vì nghe vừa chích xong anh phải mà đeo vào mặt kìa. Đây, quý anh chị đã thấy dữ lắm, anh đang kiểm tra đó. Một mụn da cắt đó. À, già cắt đi, già ghép vào chỗ bên kia, ổ kia phải không? Rồi đó, đây là ổ đây các bạn nhé, đây là chúa đó. Đây ạ. À. Đây là trong ổ vừa lấy ra đây, ba ổ đây là một là bọn em nhân bản đây nhé, một ổ nhân cho ba thì các bạn này tách đàn nhé. Nếu có nhu cầu tách thì chúng ta phải làm tách ạ. Em phải đứng đây vì giữa trời nắng đây, tầm 11 giờ trưa em vẫn review giữa đứng giữa nắng với quý anh chị đây. Tách đàn nhân giống. Nhân giống nữa. Anh lấy chúa thì tí nữa anh ghép vào cái ổ bên kia các bạn nhé. Đây là hướng dẫn cách tách chúa các bạn ạ. Tình cờ này em đến thấy rồi em quay luôn các bạn nhé, để cái này là không có chủ định trước ạ. Vừa đi làm về ghé vào đây là thấy vậy thì em quay luôn review luôn quý anh chị ơi. Nếu chúng ta không biết đường cách chúa đấy thì cái đàn ông này sẽ chia ra các bạn nhé. Nụ chúa như vậy là sẽ chia đa chia 5 chia 7 ra các bạn ạ. 5 nụ chúa luôn à. Cái này 5 mủ chúa này nó tách ra nhé các bạn nhé. Tách liên tục ạ. Chúa nhiều nó tách hết ạ. Cứ tách con chúa kia nở ra, chuẩn bị nở ra là nó phải đi, con chúa già nó đi ạ. Sau đó con chúa này lại tiếp tục đi là nở ra, xong con khác nở ra sau mấy ngày nó lại đi tiếp các bạn nhé. Ông nó vừa chích anh ấy đang nay bay ở đầu ổ đây là hơi dữ đấy các bạn này. Đó. Em sợ này, em cũng phải tránh xa các bạn nhé. Em Tony Tiến xin tổng chào quý anh chị các bạn ạ. Hãy xem và bằng cách hay quá thì hãy chia sẻ video này lên cho nhiều người cùng xem nhé. Quý anh chị nào mà về tranh nuôi ong thì hãy thắc mắc gì hãy comment dưới video để em Tony Tiến và anh Trường này anh sẽ giải tỏa được quý anh chị cái không hiểu biết về cái ong nhé. Thì có thể bọn em biết về cái lĩnh vực ong này một chút rồi quý anh chị là chưa biết nhé. Ờ, tắc 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 tắc. Ừ. Có nghe. Đây là chú này gần nở các bạn này. Hình như đầu nó muốn nở ra luôn rồi chứ. Nghe rõ rồi. Một con đang bay. Một con ong đang nằm vàng trước mặt các bạn. Đây là anh sẽ cắm vào bên kia các bạn nhé. Đây là cách kiểm tra chúa và tách đàn lấy con chúa khác gặp cắm vào cái đàn. Đàn bên đấy nó mất bị anh cho chúa đúng không? Không phải mất chúa. Tức là anh nuôi ong có một anh bạn ấy là có một hai ổ thôi mà không có chúa đấy, anh cho nhé. Nó zoom lại giờ ra anh sẽ găm chúa vào các bạn này. Đó. Cái mủ ong chúa đó. Rồi, mời các quý anh chị ra đây nhé để kiểm tra cách găm chúa vào nhé. Đây, em sẽ review ra đây quý anh chị ổ đây. Ổ đây nhân bản ra nhé các bạn thấy nhé. Từ một ổ nhân ra hai ổ đấy các bạn. Hai ổ nó gần nhau đấy. Nó vẫn ở riêng nhé. Còn ổ đấy không có chúa nhưng mà vẫn sinh sản bình thường các bạn ạ. Giờ cho vào nó vẫn đẻ ra nhé. Tự ong tự làm các bạn này. Đó. Đây là cách ghép ong chúa vào ổ các bạn nhé. Mất chúa rồi. Chúng ta ghép vào nó để nó tạo được. Nó mất thời gian hơn các bạn nhé. Chứ không phải là nó không tạo được ạ. Mình sẽ lấy cái mủ chúa già gần nở ra đây thì để cai quản nó nhanh hơn các bạn nhé. Bọn em làm chủ yếu để cho ong nó đẻ mà lấy mật thôi ạ. Chứ không cần gì chúa nữa các bạn nhé. Đây là cầu mới ạ. Cầu mới ạ. Ui dạ. Nghe sợ quá. Hả? Mần mủ nhiều à? Nó không có chúa tự tạo á. Đi vào trong các anh quý anh chị cùng xem nhé. Nếu mủ chúa nhiều chúng ta phải cắt xem phải vất bỏ nhé các bạn nhé. Không nên tham để chúa nhiều làm gì hết ạ. Mình bỏ bớt chúa đi chứ. Đây anh sẽ cách bỏ bỏ chúa các bạn này. Hủy những chúa đấy, mủ chúa đấy anh sẽ chọc vào đấy là nó sẽ tử đấy ạ. Anh chọc đi thì nó không còn đẻ đấy đó. Cái mủ chúa nó bao giờ mủ chúa nó dài ấy các bạn nhé. Nếu mà mới có mủ thì chưa có con. Chuyển hiện tượng nó muốn đẻ ấu trùng trong đó các bạn nhé. Chưa nở ra. Cái chúa đấy là bao nhiêu ngày nó nở đó? 11 ngày, tổng thể 11 ngày các bạn nhé. Tức là từ ngày con phát hiện ra mủ chúa mới là khoảng tầm 11 ngày nó nở ra rồi.
nhiều quá anh bỏ ra các bạn nhé, anh không cho để nữa. Nhưng mà đây là cầu mới các bạn nhé, cầu mới mà nó đã đái rồi. Ông được lùi lên, các bạn thấy anh ông được lùi lên đấy. Chú kia của anh chắc thì trong vòng ngày nay nó nở rồi, chứ không nghe ác rồi biết rồi, nghe bỏ rõ lắm các bạn nhé. Anh đang cắm một cái mủ chú vừa cắt xong ấy quý anh chị ạ. Giờ đây ghép cái chúa vào trong ổ này các bạn nhé, để cho điều nó điều khiển có mùi chúa, nó sẽ cai quản đẻ tiếp các bạn ạ, để những con nhộng con ấy, để đàn ong phát triển lên nhé. Chủ em giờ thì chủ yếu là lấy mật thôi ạ, không cần tách đàn đâu ạ. Mùa này bọn em không tách đàn mấy nhé. Nếu có nhu cầu là đàn ong nó mạnh quân ấy, mà nó có nhu cầu thì chúng ta mới cho tách thế nhé, chứ không phải nữa. Rồi anh găm chúa đây các bạn này, rồi anh găm đấy. Rồi để đây được em zoom lên rõ mà. Rồi em sẽ zoom cận cảnh cho quý anh chị xem nhé. Anh sẽ găm vào đó. Nghe ông đang bay thì nghe dữ quá, em đang sợ đó. Anh cắm vào đó là tự sau đấy khoảng tầm một ngày hai ngày là chắc em nghĩ ngày nay hoặc ngày mai nó nở thôi. Vậy em tính cáp như vậy thôi. Rồi cách găm chúa đã găm vào rồi các bạn này. Em sẽ review cho quý anh chị xem cận cảnh ghép chúa đây nhé. Đây là cách ghép chúa, từ lấy từ chúa ổ bên kia sang ghép ổ bên đây các bạn nhé. Vì cái ổ này anh có chúa rồi mà anh cho lỡ anh cho anh bạn rồi, giờ là ổ này thiện chữ là chưa có chúa mà nó tự nó đẻ, các bạn thấy vừa mấy mủ ong chúa đấy, 4 năm mủ năm chúa anh phải xử đi đó. Đấy có luôn à? Hả? Khiếp, nó tạo ghê nhỉ, nó tạo nhiều thế nhỉ. Đó, cái mủ dài dài đấy các bạn đó. Đang chọc đó. Cái cục này mủ ong chúa đó. Nó tự tạo các bạn nhé. Có luôn này, có ấu trùng lên kìa. Có ấu trùng nữa, đấy là mấy cái nữa các bạn ấy. Nhìn thấy anh xử luôn, lồi lên ra đây là mủ ong chúa mà. Anh phải bỏ chứ không để nó tách đàn đấy các bạn nhé. Nếu để nó bị tách đàn nó mất luôn các bạn nhé. Nếu mà các anh chị nào mà đang chăn nuôi ong mà chưa hiểu biết về ong quá mà cứ để mà mình không biết mấy cái đó là nó tự tách nha các bạn nhé. Bao nhiêu con chúa đòn đấy thì nó sẽ tách bấy nhiêu đàn ra. Nó buộc nó phải tách đàn nhé, đó nhu cầu mà các bạn ạ. Những con đấy là chuẩn bị chào đời ra này, nó sẽ phải buộc phải nhường cho con khác quý chị ạ. Con ra trước là nhường cho con ra sau này, nó phải gom quân đi ạ, nó chia một số quân đi. Cái này bọn em mới quay mật bữa cách đây mấy ngày các bạn nhé, quay mật 4 ngày rồi mà mùa này thì là đang bị nắng quá là ít mật hơn các bạn ạ. Hoa thì nhiều nhưng mà kiểu như nó ong không đi được ấy. Hiện tại giờ miền Trung giờ mấy ngày nay là nắng nóng các bạn nhé, 38-40 độ ạ. Đó, anh sẽ kiểm tra được ba cầu, anh sẽ kiểm tra ba cầu xem có mủ ong chúa nào, anh sẽ phải hủy cái mủ ong chúa đi các bạn nhé. Bây giờ mình lấy chúa đang nở sẵn đây đỡ hơn các bạn nhé, đợi cái mủ ong chúa 11 ngày cơ rồi để ra sinh sản đó, mình lấy trước nhé, mình để cho sinh sản đi ạ. Anh đang kiểm tra xem có mủ ong chúa nào không. Đây là cách em quay video cách ghép chúa, cái này không có chúa đúng không? Màu cầu này quân rất mạnh nhá. Đây các bạn này, đấy nó đang ấy mà ong rất nhiều kìa, mà ong được cũng nhiều anh Trường à? Hả? Là không có mủ ong chúa nữa các bạn này. Đấy nó giữ cầu, giờ hiện tại giờ thì hầu như là ong nó chưa đi không đi làm nữa các bạn nhé. Giờ nó mát rồi, nắng lên nó ở nhà rồi, mát nó mới đi sáng sớm đi á. Đây là cận cảnh kiểm tra mủ ong chúa và ghép chúa các bạn nhé. Ghép chúa em lấy từ ổ bên kia các bạn kìa. Nhà em sẽ quay từ từ, đấy đang cắm cái mủ ong chúa vào đây ạ. Em đã ghép vào ba ổ kìa, góc bên tay em chỉ đấy, ba ổ đấy, từ bên ổ bên em lấy qua đây ạ, con chúa qua đây ạ. Đã ghép cái cục vào đây nhé các bạn nhé. Đó, cái một cục nồi bên đây là ghép này. Đó, quý anh chị thấy chị rõ chưa ạ? Em thật sự là em đi quay này bị ong chích rất nhiều rồi, quý anh chị xem mà không ủng hộ em Tony Tiến thì thật sự em rất buồn ạ. Chích vào mặt nhiều lắm nha quý anh chị nhá. Sưng mặt lên rất nhiều rồi, nhiều trận rồi ạ. Vì muốn có video phục vụ chia sẻ cho quý anh chị các bạn, rất mong quý anh chị ủng hộ em Tony Tiến ạ. Đó là anh đã kiểm tra xong cái cách ghép chúa xong rồi các bạn nhá. Giờ anh đang đậy nắp vào từng cái tấm ván ngăn đó. Cái kẽ đấy là ngăn ra để chia ong bỏ lại với nhau để làm đẻ con đó, nằm mật đẻ con đó. Ngăn ra giữ hai cầu nhé, chúng ta không để sát quá, chúng ta cách nhau khoảng cầu một cầu này với cầu bên kia cách nhau 1 phân các bạn nhé, để nó sinh sản nó đẻ mới nằm mật ở đó. Rồi cắt cận cảnh đã làm đã xong rồi, ghép đã xong rồi các bạn nhé, ghép chúa với
ghép chúa, kiểm tra chúa đã xong rồi. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị xem và thấy hay thì chia sẻ video này ạ. Và cố gắng tặng cho em Tony Tiến một like nhé. Quý anh chị nào chưa bấm vào nút chuông hay bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi anh đã đẩy xong rồi, quang cảnh xong rồi quý anh chị.